Rồi, xin chào tất cả các bạn nhá. Đây là các bạn đang xem ở đây là cỏ voi xanh Thái Lan, thường gọi là Bắc trong một đấy. Các bạn, hôm nay là mình quay để cho tất cả các bạn xem một chút. Loài cỏ này là đạt năng suất cao nhất các bạn ạ. Độ cao của nó ở đây thì khoảng là 2,5 m, hơn 2,5 m. Lá của nó lớn các bạn ạ. Loài cỏ này lá lớn. Nó khác với cỏ VA06 là, nói chung là cỏ VA06 thì lá của nó bé hơn một xíu. Loài cỏ này thì có ưu điểm là bụi của nó đẻ nhiều nhánh. Các bạn xem một bụi của nó đẻ ra nhiều nhánh này. Đấy, nó đẻ ra từng bụi. Ở đây là bên mình trồng hơi bị xưa, tại vì bên mình trồng làm giống mà. Làm giống để gửi cho tất cả các bạn, các khách hàng trên toàn quốc, thì mình phải trồng xưa ra để lấy cái giống chuẩn gửi cho tất cả các bạn. Lá của nó bằng 3 ngón tay của mình. 3 ngón tay. 3 ngón tay. Các bạn xem lá của nó đều nhau hết. Nhìn trên ngọn của nó đây. Đấy. Với là độ cao của nó. Độ cao của nó. Cái độ cao này ấy, thì bên mình để làm giống thì nó cao như thế này. Còn các bạn mà thu hoạch cho vật nuôi ăn ấy, thì không cần để cao thế này đâu. Tại vì để cao như thế này thì thực sự là nó phí. Phí cái gốc này này. Tại vì cái gốc này nó hơi cứng. Như thế này thì nó cứng. Mình phải bỏ đi cái phần gốc này. Và cái thời gian nó kéo dài. Thời gian nó kéo dài, tại vì là ví dụ như là 1 tháng mình thu hoạch được rồi, 2 tháng là mình thu hoạch được rồi, nhưng mà các bạn là chờ đến 3 tháng thì nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà cái ưu điểm của cỏ này ấy, thì để lâu thì lá của nó vẫn nhiều. Nói chung là mùa đông thì nó ít ra hoa, nó không có hoa thì mình sẽ đỡ hơn. Loài cỏ này thì nó có ưu điểm là mùa đông thì nó trổ hoa nó ít. Nó vẫn có nhưng mà nó ít. So với cỏ, ví dụ như cỏ voi xanh Đài Loan ấy, thì nó mùa đông thì cỏ voi xanh Đài Loan nó trổ hoa. Còn cỏ này không trổ hoa. Bên mình đã trồng nhiều năm rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ lại cho tất cả các bạn xem. Đấy, cỏ voi xanh Thái Lan nha các bạn. Bạn nào muốn biết thêm thông tin thì cứ bình luận dưới video này, sẽ có nhân viên của công ty bên mình là tư vấn cho tất cả các bạn. Hoặc là muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể truy cập vào trang web là giongcoi.com.vn để xem thêm chi tiết. Còn bây giờ là mình đang quay thực tế cho tất cả các bạn xem. Cỏ này tên là cỏ voi xanh Thái Lan. Đây, một mầm của nó lên các bạn ạ. Đây là một mầm. Đây, vào trong này, đi sâu vào trong này một chút. Đấy, nó cao. Cỏ này thì nó còn có lông nhá các bạn. Đây, còn có lông, phù hợp với mô hình chăn nuôi trâu bò. Trâu bò là thích ăn, là phù hợp. Đấy, mình nuôi trâu bò, mình muốn giải quyết nhu cầu thức ăn số lượng lớn ấy, thì phải nên trồng cỏ này. Tại vì cỏ này là đạt năng suất nó cao nhất. Và trên một miếng đất thì mình nên trồng đa hệ các loại giống cỏ, để thay đổi khẩu vị thức ăn hàng ngày cho vật nuôi. Thì bên mình có nhiều loại giống cỏ lắm các bạn ạ. Cái này là chỉ là một trong khoảng 15 số giống cỏ chăn nuôi mà bên mình có. Và bên mình đang tiến hành nghiên cứu thêm một số loại giống cỏ nữa. Nếu mà đạt năng suất cao và có nhiều ưu điểm thì bên mình sẽ cung cấp ra thị trường để cho các hộ chăn nuôi phát triển mô hình chăn nuôi, áp dụng vào mô hình để đạt được hiệu quả kinh tế nó cao. Đấy, cỏ voi xanh Đài Loan, mình quay cho tất cả các bạn xem. Rồi, bạn nào muốn biết thêm thông tin thì có thể truy cập vào trang web là giongcoi.com.vn nhé. Vào trong trang web xem chi tiết thông tin bài viết, video, rồi hình ảnh. Hoặc là bình luận dưới video này sẽ có nhân viên của công ty bên mình là tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Đây là cỏ voi xanh Thái Lan. Cỏ voi xanh Thái Lan
là loại đạt năng suất nó cao nhất. Nói chung dòng quả voi thì có trên 20 loại khác nhau, trong đó là quả voi xanh Thái Lan này đạt năng suất cao nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.